Tại sao những người bán hàng giỏi nhất thường bắt đầu từ cách tạo thiện cảm để có được doanh số cao hơn và bán được nhiều đơn hàng hơn? Xin chào bạn, tôi là Mai Tình Yêu và trong video clip này thì tôi sẽ nói với các bạn một cái bí mật của những người bán hàng giỏi nhất. Và trước khi bắt đầu thì tôi muốn hỏi bạn một câu là bạn có thấy rằng là thường ấy bạn rất là thích mua hàng từ một số người, có phải không ạ? Ví dụ như một số người sau khi bạn mua hàng thì bạn cảm thấy có cảm tình với người ta và bạn cảm thấy rằng là có một cái gì đó, điểm cuốn hút gì đó ở người đó khiến cho mình cứ muốn được nói chuyện, cứ muốn được người chăm sóc và cứ muốn được tiếp tục mua hàng từ người ấy. Và đây là bí mật của những người bán hàng giỏi nhất. Và bạn có thấy rằng ấy, hầu hết những người bán hàng giỏi và có doanh số cao thường là những người rất là hấp dẫn và quyến rũ, có phải không ạ? Không chỉ là hấp dẫn và quyến rũ đối với cả phái đối nghịch mà còn thậm chí là với cả người cùng phái với họ. Tôi không nói về việc là hấp dẫn hay là quyến rũ về mặt tình dục. Đấy, mà chỉ đơn giản là hấp dẫn và quyến rũ về việc là bạn cảm thấy muốn tiếp xúc nhiều hơn với người đấy, muốn nói chuyện nhiều hơn với người ấy và muốn ở gần hơn với cả người ấy. Và có những cái bí kíp và chiến lược để tạo nên cái sự hấp dẫn và quyến rũ đó. Và trong những video clip sau tiếp tới trong cái series này thì tôi sẽ nói với các bạn cái phương pháp để tạo ra một cái sự hấp dẫn một cách tự nhiên để có thể giúp cho mình cuốn hút nhiều người khác lắng nghe mình, dành thời gian đến mình. Bạn muốn biết điều đó không ạ? Hãy bình luận dưới đây ạ. Hãy bình luận ở dưới đây là bí kíp quyến rũ khách hàng, bí kíp quyến rũ khách hàng, bí kíp quyến rũ khách hàng. Và tôi sẽ gửi cho mọi người rất là nhiều những người comment này, tôi sẽ gửi rất là nhiều những tài liệu miễn phí về việc làm nào chúng ta có thể tăng thêm cái độ hấp dẫn, làm nào chúng ta có thể trở nên quyến rũ trong mắt khách hàng. Và đây là một bí mật mà tôi sẽ tiết lộ ngay với các bạn ngay bây giờ. Đấy, tôi sẽ lấy bí kíp ngay ở trong cái bộ này, tôi chia sẻ với bạn luôn. Đấy, bạn nhìn thấy không ạ? Cái bí kíp đầu tiên ấy, đó chính là việc mà khi mà mới bắt đầu tiếp cận khách hàng thì những người bán hàng giỏi nhất, đấy, thay vì việc là ngay lập tức giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về dịch vụ thì họ làm một việc mang tên là tạo thiện cảm. Và đây tôi có một vài cái bí kíp để hướng dẫn cho bạn đây. Trong đây có cái, đây là bí kíp đầu tiên, là bí kíp ngay khi mà mới tiếp cận khách hàng chúng ta phải dùng bí kíp này. Thì tôi sẽ đọc cho bạn một cái ví dụ này, ví dụ này: từ sáng đến giờ gọi bao nhiêu người thì bây giờ em mới được nghe một giọng nói dễ mến như giọng nói của chị hoặc như giọng nói của anh. Đấy, đây là một cái phương pháp để tạo nên cái thiện cảm và tạo nên cái sự hấp dẫn và quyến rũ. Tại sao lại như thế ạ? Cái nguyên lý của sự hấp dẫn và quyến rũ nó rất đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng ta cảm thấy hấp dẫn và quyến rũ bởi những người có điểm gì đó tương đồng với chúng ta. Ví dụ như là chúng ta sẽ dễ cảm thấy, ví dụ như chúng ta là những người đang có gia đình, chúng ta sẽ dễ cảm thấy thích chơi với những người đang có gia đình. Chúng ta là người mẹ đơn thân, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh những người bạn cũng là mẹ đơn thân. Ví dụ như chúng ta có thu nhập khoảng 10 triệu một tháng, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và dễ ở bên những người mà cũng có thu nhập 10 triệu một tháng. Khi chúng ta có thu nhập 500 triệu một tháng, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái bên cạnh những người thu nhập 5 triệu một tháng. Thế thì tương tự như vậy, mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm tương đồng của chúng ta ở người nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy dễ kết nối với cả người đó. Thì đấy là việc mà tạo nên sự tương đồng là nguyên lý số 1. Và nguyên lý số 2 là chúng ta sẽ dễ cảm thấy có thiện cảm và thích khi mà có một người nào đó ấy, hâm mộ một điểm gì đó của mình. Ví dụ như là có người nào đó mà cảm thấy bạn đẹp trai hoặc bạn xinh gái, đấy thì ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy cái người đó dễ mến. Đấy, và khi mà người đó nói rằng là ôi em rất hâm mộ, ôi em cảm thấy anh hoặc chị có cái điểm gì đó rất thú vị, thì bạn sẽ cảm thấy ngay lập tức được kết nối và ngay lập tức thích cái người đó. Và cái phương pháp tạo thiện cảm này thì cũng được một cái người bạn của tôi áp dụng cực kỳ thành công ở một cái salon tóc của anh ấy. Thế thì ngay khi mà một khách hàng bước vào salon tóc đó, đấy, như tôi kể trải nghiệm của tôi, ngay khi tôi vừa bước vào salon tóc một cái thì tất cả các bạn nhân viên ở salon tóc quay ra ngẩng nhìn tôi và ngay lập tức tìm một điểm gì đó ở trên người tôi để khen. Và em thì bảo là ôi hôm nay nhìn chị đánh mắt đẹp thế, người thì khen là ôi hôm nay nhìn chị mặc có cái váy xinh thế, em mới khen là ôi em thấy cái giày của chị rất hợp với cả cái váy. Mình vừa mới vào cái salon tóc và mình được ngập tràn trong cái cơn mưa lời khen đó thì mình cảm thấy rất là thích luôn ạ. Đấy, khi mình cảm thấy rất thích vì mình nhiều khi là quay lại cái salon tóc đấy chỉ được có cái cảm giác là ồ, có nhiều người nhìn thấy và thích mình. khi chỉ quay lại làm tóc hay quay lại những khi đơn giản là mình chưa đến kỳ làm tóc, mình vẫn muốn đến vì mình đang thèm khát cái cảm xúc được yêu thương, cảm xúc được ai đó khen ngợi. Đấy, và mình lại đi đến cái tiệm làm tóc đó. Thế thì đây là nguyên lý tạo thiện cảm cực kỳ quan trọng của những người mà tư vấn, của những người mà bán hàng cực đỉnh cao. Đấy, và đây là một trong những bí kíp mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đấy, bí kíp nằm ở trong bí kíp tạo thiện cảm này. Đấy, thì hãy nhớ nhá, hãy bình luận dưới đây ạ. Bí quyết thu hút khách hàng, bí quyết thu hút khách hàng, bí quyết thu hút khách hàng. Bình luận ngay dưới này thì tôi sẽ tiếp tục nhá. Không chỉ có video ở đây, cái video để bạn phải subscribe vào kênh của tôi, bạn đăng ký vào kênh của tôi, thấy cái chuông này bạn bật lên. Đấy, ngoài ra thì tôi có những kênh là blog này và kênh email. Đấy, thì blog ấy thì bạn có thể nhìn cái đường dẫn ở trong cái phần mô tả của video này. Đấy, còn email thì ở ngay ở dưới này này, tôi cũng, bạn chỉ cần bình luận và bạn để lại email của bạn cũng được, hoặc là có một cái đường link đăng ký thì bạn hãy đăng ký để nhận cái chuỗi email những cái kiến thức về việc là những bí mật thu hút và những chiến lược để có thể hấp dẫn khách hàng. Và ngay lập tức hãy đăng ký vào kênh YouTube của tôi nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video ngày mai. Bye bye.